Chào anh em nhé, hôm nay sẽ lên cho anh em một video ngắn về công suất nồi cơm RJH1VF7 nhé. Chân rất là dài luôn. Bên em đang combo cho anh em là 220k 10 con. Công suất của nồi Toshiba nhé, RJH1VF7 nhé. 10 con giá là 220k. Đấy, chưa nói đến phí ship luôn anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua công suất nồi cơm thì liên hệ cho bên em. Bên em thì là chuyên về công suất, về cáp các loại luôn. Đấy, chân dài, chân ngắn, chân thưa, chân dày. Nhưng hôm nay chủ yếu là combo cho anh em là 10 công suất RJH1VF7 và 1CF7 nhé, một C, nhưng thường là dùng là 1B anh em nhé. Toshiba thường là dùng 1B, 1C vẫn lắp vào được, nhưng mà anh em nào lắp thì mua thì liên hệ có số điện thoại là 0355 448 274 nhé. 10 con là đang combo giảm giá cho anh em là 220k, 10 con công suất RJH1VF7 hàng tháo máy nhé, bao cho anh em chất lượng chân dài đến nách luôn nha anh em nha. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh nha.